Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã tống đạt quyết định khởi tố bắt tạm giam ông Ngô Văn Phát, 56 tuổi, là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần thương mại xăng dầu Phát Metaco về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Trước đó, và công an cũng đã khám xét tư gia của ông Phát trên đường Lê Hồng Phong, phường Đặng Hải, quận Hải An. Cách đây một tuần, ông Phát bị Bộ Công an điều tra với cáo buộc là mua bán trái phép hóa đơn với số tiền lên đến hàng trăm. Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố tạm giam 6 thuộc cấp của ông Phát về hành vi mua bán hóa đơn, bao gồm Vũ Văn Bảy, Nguyễn Thị Loan, Trần Thị Hằng, Nguyễn Thị Thúy, Mai Thị Nhài và Lương Văn Giao. Vụ án đã được Bộ Công an chuyển cho Công an Hải Phòng điều tra. Đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát vừa bị bắt dầu cỡ nào? Được thành lập từ năm 2012, công ty cổ phần tập đoàn Phú Thành hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, chủ yếu là công trình xây dựng đường bộ, đường thủy, đường sắt, xây dựng nhà ở, các công trình về cấp thoát nước. Đơn vị này tham gia nhiều dự án lớn như công trình xây lắp thiết bị, công trình trục giao thông chính và một số hạng mục hạ tầng khu công nghiệp Đồng Văn 3, Hà Nam. Dự án trung tâm thương mại Dabaco ở Quế Võ, Bắc Ninh. Dự án đầu tư xây dựng cải tạo đường DT280 đoạn An Giang, Đông Bình, Gia Bình, Bắc Ninh. Gói thầu kênh hở, cống hộp 4.400 x 4.400 và hệ thống cống hộp 2.900 x 2.900. Hệ thống nước làm mát dự án nhà máy nhiệt điện sông Hậu 1 Hậu Giang. Riêng tại Thái Bình, Tập đoàn Phú Thành đang có dự án công trình cải tạo, mở rộng đường D5, đoạn từ đường DT462 xã Nam Hưng đến Cống Khống ở huyện Tiền Hải. Ngoài ra là khu kinh tế Thái Bình tại huyện Tiền Hải, một dự án trọng điểm đang được tập đoàn lập quy hoạch thu hút đầu tư với nhiều công trình lớn như tổ hợp sân golf và biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng 340 ha, tổ hợp vui chơi giải trí casino khách sạn 20 tầng với diện tích 31,10 ha, tổ hợp khách sạn resort nghỉ dưỡng cao cấp 144,60 ha. Đối với khu đô thị du lịch, nghỉ dưỡng tại khu du lịch Cồn Vành, Cồn Thủ, Thái Bình, công ty cổ phần tập đoàn Phú Thành là đơn vị tư vấn. Dự án có diện tích 3.499 ha, dự kiến gồm một số khu chức năng, khu du lịch Cồn Vành 620 ha, khu du lịch Cồn Thủ 613 ha, khu hỗn hợp Cồn Thủ Cồn Vành 2.155 ha và khu cảng Ba Lạt 111 ha. Ngoài công ty cổ phần tập đoàn Phú Thành, ông Ngô Văn Phát được biết đến là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần thương mại xăng dầu Phát Petraco. Doanh nghiệp này bắt đầu hoạt động từ năm 2012, ngành nghề hoạt động chính là bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Ngoài ra, còn có các ngành nghề khác như khai thác quặng sắt, cát, sỏi, đất sét, bán buôn kim loại và quặng kim loại, kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu hoặc đi thuê. Hiện phạm vi cung ứng sản phẩm của công ty cổ phần thương mại xăng dầu Phát Petraco được mở rộng ra nhiều tỉnh thành khắp trong Nam ngoài Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Bà Rịa Vũng Tàu, Nha Trang. Đại gia Ngô Văn Phát cũng nổi tiếng là người giàu có và đặc biệt là sở hữu những biệt thự to như lâu đài ở Hải Phòng và Thái Bình, trị giá hàng trăm tỷ đồng. Tại Tiền Hải, Thái Bình, vị đại gia này sở hữu tòa lâu đài trăm tỷ với phần mái phẳng làm sân đậu trực thăng riêng. Tòa lâu đài được xây dựng trên diện tích hàng nghìn mét vuông, gồm 5 tầng nhà và một mái phẳng trực thăng có thể đậu xây dựng theo phong cách châu Âu đặc trưng, độc đáo. Được biết, để có đủ diện tích đất xây dựng đại công trình này, gia đình chủ nhân đã phải mất nhiều công sức, tài chính thuyết phục các hộ dân xung quanh chuyển nhượng lại diện tích đất thuộc sở hữu của họ và phải mất độ khoảng gần chục năm kể từ khi động thổ khởi công thì công trình mới cơ bản hoàn thành. Nội thất bên trong tòa lâu đài chủ yếu là gỗ quý và đá nguyên khối được chuyển từ nhiều nơi trên cả nước về rất công phu, tốn kém. Phía bên trong 5 tầng nhà, chủ nhân sắp xếp bố trí cả thang máy, hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại không kém gì những trường quay sang chảnh của các đài truyền hình lớn. Tại Hải Phòng, vị đại gia này cũng sở hữu một căn biệt thự nguy nga, đổ sộ không kém. Tòa lâu đài nằm ở góc đường Lê Hồng Phong giao cắt với đường Ngô Gia Tự, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Đây là một trong những vị trí đất vàng tại Hải Phòng. Tòa lâu đài cũng được thiết kế theo phong cách châu Âu với hệ thống cổng, tường kiên cố. Tòa lâu đài có hệ thống camera an ninh giám sát chặt chẽ. Tối ngày 8 tháng 9, Công an thành phố Hải Phòng cho biết lực lượng công an đã triệt phá ổ nhóm mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn do đại gia ngành xăng dầu Ngô Văn Phát cầm đầu. Cụ thể, qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng phát hiện tại địa phương xuất hiện nhiều công ty đăng ký kê khai nộp thuế tại chi cục thuế huyện Thủy Nguyên có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Tập trung điều tra, xác minh, Công an huyện Thủy Nguyên triệt phá thành công ổ nhóm lập nhiều công ty ma để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn. Ổ nhóm này do ông Ngô Văn Phát, sinh năm 1964, ở tại số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An, Hải Phòng tổ chức cầm đầu.
vì sao đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát bị bắt. Theo cơ quan công an, ông Ngô Văn Phát là người tổ chức, cầm đầu ổ nhóm mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn, có giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Tối ngày 8 tháng 9, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, chiều cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hải Phòng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Văn Phát, sinh năm 1964, quê quán tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, về tội mua bán hóa đơn trái phép. Đồng thời, Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với các đơn vị liên quan khám xét nơi ở của ông Phát tại tòa lâu đài nằm trên đường Lê Hồng Phong, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Qua điều tra, Công an huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng phát hiện tại địa phương xuất hiện nhiều công ty đăng ký kê khai nộp thuế tại chi cục thuế huyện Thủy Nguyên có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Theo cơ quan công an, ông Ngô Văn Phát là người tổ chức, cầm đầu ổ nhóm mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn có giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng trên. Tập trung điều tra, xác minh, Công an huyện Thủy Nguyên triệt phá thành công ổ nhóm lập nhiều công ty ma để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn. Ngày 4 đến 7 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thủy Nguyên ra quyết định khởi tố vụ án về tội mua bán trái phép hóa đơn theo Điều 203 Bộ Luật Hình sự năm 2015 bổ sung, sửa đổi năm 2017. Bên cạnh đó, cơ quan này ra quyết định khởi tố các bị can gồm ông Ngô Văn Phát, Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1989, ở tại quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Vũ Văn Bảy, sinh năm 1950, nơi thường trú ở khu 2, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, là giám đốc công ty cổ phần xăng dầu Phát. Trần Thị Hằng, sinh năm 1992, ở tại ngõ 829 Hùng Vương, quận Hồng Bàng. Nguyễn Thị Thúy, sinh năm 1978, ở tại xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên. Mai Thị Nhài, sinh năm 1994, ở tại thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng. Lương Văn Giao, sinh năm 1991, ở tại xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên.